Kính thưa quý vị, Trung Quốc đào được Hà Tú Ô, hình phụ nữ gợi cảm. Mới đây, một nông dân ở Hồ Bắc Trung Quốc đã vô tình đào được một cụ Hà Tú Ô kỳ lạ, có hình dáng gợi cảm như người phụ nữ. Theo Shanghai List đưa tin, tuần trước một người đàn ông sinh sống ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã may mắn đào được một cụ Hà Tú Ô có dáng dấp kỳ lạ. Cụ Hà Tú Ô này có hình dáng gợi cảm hệt như vóc dáng của một người phụ nữ đang khỏa thân. Nó nặng đến 4 kg và dài chừng 40 cm. Ngay sau đó, người đàn ông này đã quyết định giao bán nó trên đường phố với giá là 1.200 nhân dân tệ. Với hình dạng lạ mắt hiếm thấy, Hà Tú Ô này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trước đó, vào năm 2013, một người nông dân lớn tuổi ở huyện Đức An thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cũng đã từng đào được một cụ Hà Tú Ô có kích thước khổng lồ và có hình dáng kỳ dị như vậy. Theo như nhiều người quan sát, cụ Hà Tú Ô do nông dân ở Giang Tây này đào được có vẻ có bề ngoài giống như nhân vật hoạt hình nổi tiếng Homer Simpson. Được biết, Hà Tú Ô là một loài cây được sử dụng làm thuốc, có nhiều công dụng trong y học. Sử dụng củ của cây này có thể chữa được chứng rối loạn sinh dục ở nam giới, chứng vô sinh và bệnh hói đầu.